cha thấy cô bật tiếng khóc chào đời, bàn tay bé xíu là ký ức chẳng thể nào quên, niềm hạnh phúc được nhìn con lớn khôn, cứ trong mong một ngày con sẽ sống. Có lúc khó khăn con hiểu không, cha đã cố cất hết muộn phiền cả lời yêu thương, vì ai cũng có những sai lầm, xin lỗi con yêu của cha, hãy đến bên để cha ôm con một lần nữa. Một ngày con sẽ hiểu ra con là cả thế giới, điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha. Nếu Nhân có chuyện gì thì nhớ đem tiền về cho chị. Không. Nghe lời anh. Em muốn đi theo anh à? Mày nghe lời anh. Cái chuyện này cố gắng, cố gắng sống cho tử tế, đừng để như anh. Bây giờ muốn làm lương thiện tụi nó cũng không cho làm luôn. Nhưng mà người ta không cho lương thiện. Anh nghĩ cù bắp như em ai cho anh lương thiện? Tôi quay. Mày vẫn còn cà rỡn được, chứng tỏ là không sao. Nhớ lời anh dặn, anh đi nha. Nhớ đó, mạnh mẽ lên. Đại ca nhớ về nha đại ca. Lại gặp nhau nữa rồi. Đây là lần thứ mấy tao với mày gặp nhau hả? Thằng bò, bao nhiêu lần đụng độ, có bao giờ mày thắng được tao đâu. Mày tự tin quá rồi đó. Alo, mày biết tao đang làm gì mà, gọi cho tao làm gì? Cái gì? Chị mày đòi trốn viện hả? Bằng mọi giá giữ mày chị lại cho tao. Anh Thắng bò chết rồi. Anh không có điều gì nói với em sao? Tại sao anh không giữ lời hứa?
Anh hứa với em là anh sẽ không làm chuyện phi pháp nữa mà. Anh Tùng, nói gì với em đi. Chào cô, lại hân hạnh được đón tiếp cô. Anh có thể cho tôi một ly cà phê được không? Được chứ, tôi sẽ pha chế một ly cà phê đạt đến độ hoàn hảo để cho cô thưởng thức. Cảm ơn anh. Cô gì đây? Cô gì vậy? Thank you.
sau này có con á, con đầu tiên, anh thích con trai hay con gái? Xem nói gì được. Đã lần đầu tiên em xin, xin 4-5 thì sao? Anh này, người ta hỏi thiệt mà. À, theo anh á thì con trai con gái gì cũng được, đều là con của mình đúng không? Ừ. Nhưng mà anh nghĩ anh thích con gái hơn. Tại sao? Vì nếu là con gái sẽ thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, hiền dịu y như em vậy đó. Anh cứ nịnh em à. Nịnh đâu, tao nói thiệt mà. Nhưng mà em cũng giống anh, em cũng thích con gái. Trong cuộc đời này, lại con đã đến bên cha.